chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao đang quay về thôi, hạt long lanh cho ngày lên tinh khôi. Trong nỗi vui đời thương hay dẫu bao buồn phiền, tình thật an nhiên, phút giây bình yên. Giữa chốn xa hoa này bao lần vấp ngã, giữ tâm hồn nhiên thức giấc mơ ta về. Đời không cho nhiều mà lòng chẳng thiếu, nghĩ chi trả vây nếu tim còn yêu. Trời luôn mơ nắng, biết yêu thương mình là biết yêu thương người. Một lần cho đi muôn đời ta mãi có, ngày rồi đêm thay nhau còn chi sầu thêm. Mặt đất đâu hư hao luôn là nơi đồ hòa đường nào. Bầu trời xanh trên cao gần muôn ngàn sao, tình nào nào đưa người về bên nhau. Con lo những điều mà không giải quyết được việc gì. Nhân dịp này con lập lại trật tự trong nhà đi. Sao ngẫu bị chạy trên trán vậy? Làm mẹ làm cho nó bị té hả? Sao mẹ lại có thể như vậy chứ? Tôi mà biết như vậy, tôi mà biết bị nhức đầu đến mức như thế này á, tôi đã không thèm quan tâm, tôi đã không thèm rước con về đây ở. Con hư tại mẹ. Đây là chuyện giữa con với mẹ con, nói đừng có xen vô được không? Tất cả là tại chị đây. Nuông chiều nó nữa đi, nuông chiều nữa đi nhá. Tại sao bây giờ nó có hỗn hào với tất cả mọi người như vậy được hả trời? Hai người sao vô nhà được vậy? Thì thằng Công nó đưa chìa khóa cho tôi. Nó muốn tôi với con Trinh á lên đây ở trong lúc nó vắng nhà đó. Đúng rồi đó. Ừ. Thôi nè, hai đứa vô phòng thay đồ nha con. Dạ. À, phòng đó giờ là của mẹ. Hai đứa nhỏ tạm thời ở phòng con đi. Hai người có quyền gì mà làm như vậy? Đây là nhà của con. Con mua cái nhà này là vì con của con. Không một ai có quyền lấy hồn riêng của nó, kể cả nó là mẹ. Hai người lập tức ra khỏi nhà con đi mà. Đi. Chạy, chạy đi băng thật mình bây giờ. Mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Con muốn phòng của con. Con cũng muốn nữa. Hai cái đứa này thiệt là. Nè, hai đứa. Hai đứa mà như vậy là cô mép ba của hai đứa đó. Ờ. Thôi hai đứa cứ đi vô trước đi nha con nha. Vô thay đồ ngoan nha. À, đồ của tụi con, cô dọn qua phòng của ba mẹ rồi nha. Ừ, đúng rồi đó. Hai người á, miễn bàn. Mẹ. Mẹ sao hả? Cô dám đuổi tôi ra khỏi nhà này không? Tôi sẽ qua nhà cha mẹ của cô á, tôi hỏi ổng bả dạy cô cái kiểu gì kỳ cục vậy. Rồi tôi lên trường của ổng á, tôi hỏi ổng dạy học trò như thế nào. Mà dạy cô như vậy hả? Gì? Mẹ đừng có lấy phòng của Bibo. Hãy dọn qua phòng con ở. Giờ sao mẹ? Thì dọn phòng chứ sao. Hai, dọn tới dọn lui cực quá đi. Mẹ dọn sáng giờ con cực gì chứ? Mẹ, mẹ tính toán với con chị không biết nữa. Cho con uống nha.
Hầu hạ cho cố, không biết có hưởng được gì không nữa. Mẹ yên tâm, sau này mà con giàu có, con sẽ mướn 10 người phục vụ lại cho mẹ. Không dám đâu, chỉ mong được hưởng lại cả vốn lẫn lời thôi hà. Cái chuyện đó thì mẹ khỏi phải lo. Mà mẹ, bây giờ mình dọn qua đây ở rồi, mẹ dẹp tiệm đi. Hả? Dẹp lấy gì ăn? Thì mình lấy cái nhà đó mình cho thuê lại, mỗi tháng mình lấy tiền mình sống không sướng hơn hả? Đúng không? Ừ, cũng đúng ha. Dĩ nhiên rồi, con tính là phải đúng thôi. Không ăn cơm nhà có 2 bữa mà cứ như bị nghiện đói cả tuần. Cứ như thế này thì làm sao mà sống thọ được cơ chứ. Bác Đào, Bác Đào. Trời nắng chang chang, Bác Đào đi đâu vậy? À, tôi nghe nói nhà bác á sắp gả con Minh cho cái cậu chủ quán á, cà phê đầu đường phải không? Nhớ mời con với nghe. Ai nói với nhà chị thế? Trời ơi, con thấy tụi nó đưa đón nhau về hoài à. Nè, hồi nãy con còn thấy tụi nó ở ngoài công viên á. Này, chị còn định nằm đây đến bao giờ nữa đây hả? Con đang bệnh nặng lắm mẹ. Này, nếu chị đồng ý cho con Minh nó lấy thằng Nhân ấy thì cứ nằm ở đấy mà ốm đi. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy mẹ? Không nghe thì thôi, con chị không lo, không có ai lo đâu. Con nhỏ này, không mạnh tay với nó là nó không sợ mà. Sao giờ học như vậy chứ? Môn của thầy là môn phụ, trong khi tụi nhỏ còn biết bao nhiêu môn chính phải học nữa. Tụi nhỏ đã có lịch học thêm hết trơn, mà thầy bắt ở lại mà thầy không báo trước, làm lỡ dở biết bao nhiêu là chuyện. Chỉ là học thuộc lòng thôi, tụi tôi ở nhà tự dò cho con tụi tôi được. Bắt tụi nó ở lại thêm cả tiếng, tội tụi nó lắm á. Đúng rồi chị. Tôi xin lỗi. Chị bắt tụi nhỏ ở lại mà không thông báo cho phụ huynh biết, tôi hứa điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng tôi cũng xin phép nói lại cho rõ là học hành là cả quá trình, hiểu để biết, biết để mà nhớ, nhớ để ứng dụng. Nếu như bỏ quá trình biết để nhớ, bắt ép học sinh học thuộc lòng thì mỗi câu chữ coi như là vô nghĩa. Xin phép các chị. Nói nãy giờ thầy cũng giống nói như là cái môn học của thầy là môn quan trọng nhất. Mà kệ thầy đi, con mình dạy theo cách của mình nha. Yeah. Lần này quán mình nổi thiệt rồi. Cái clip đa cấp thì không sao, nhưng mà cái clip anh Nhân bị chửi kỳ quá. Ai chửi thằng Nhân? Chú à. Dạ, chú. Đưa chú coi. Dạ. Mau lên. Làm tài xế á thì yên phận với cái chuyện lái xe đi. Còn bị đặt leo trèo, con tôi lên làm bác sĩ đó, còn leo tới chừng nào mới tới nơi hả? Biết thân biết phận đi, nghe chưa? Bà ta là ai vậy? Dạ Dạ là dạ chủ mấy người đâu rồi? Bà là ai mà tìm con tôi? Ông là ba của thằng Nhân đúng không? Đúng vậy. Bà tìm con tôi có chuyện gì? Tôi đã nói với nó bao nhiêu lần rồi mà nó cũng không chịu hiểu. Thôi thì hôm nay có ông, tôi nhờ ông nói lại với nó giùm. Gia đình tôi không chấp nhận nó qua lại với con gái tôi. Làm ơn tránh xa con gái tôi ra giùm. Cảm ơn. Khoan nữa. Sao nữa? Tôi muốn biết lý do. Ông muốn tôi nói quịch tẹt ra luôn đúng không? Phải. Con ông á, vừa không có học, lại vừa có tiền án. Hơn nữa gia đình lại quá phức tạp. Ba mẹ thì ly dị nhau, mẹ thì cờ bạc. Tất một gia đình phức tạp như vậy thì làm sao với một gia đình đàng hoàng người ta chấp nhận gả con gái cho chứ?
Đã vậy con tôi nó lại còn là một bác sĩ nữa. Bởi vậy ông nhắn với con trai ông á là nó không có cửa đâu. Chị, bọn em về tới rồi. Ôi, hai đứa về rồi à? Dạ, em chào chị. Hôm nay em xinh lắm. Cảm ơn chị. Ba đâu rồi chị? À, chú trên phòng, để chị gọi cho. Để em gọi cho. Chú. Ba. Dạ, con chào bác. Thưa ba, đây là... Ra khỏi nhà tôi đi. Tôi nói cô không hiểu à? Ra khỏi nhà tôi ngay. Chú, cô có nghe tôi nói không? Mau lên. Nhân, không được đuổi theo. Minh, anh xin lỗi. Chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đó. Để nói chuyện với ba nha. Em không sao đâu. Anh đi vô nhà đi. Đi anh về nhé. Anh cứ đi vô nhà đi. Em tự về một mình được. Qua đây. Sao? Mới đi hẹn hò với cái thằng đó về đúng không? Vậy đâu có. Ừ, vậy tốt đó. Chắc là ba nó đã nói cho nó nghe mọi chuyện rồi đó. Mẹ đã gặp ba anh Nhân sao? Phải. Đã gặp. Và đã nói với ông ấy là phải giữ thằng con trai của ông lại, tránh xa con ra. Sao mẹ có thể làm như vậy chứ? Con cứ thử đi hẹn hò với thằng đó nữa đi. Mẹ sẽ còn làm nhiều chuyện hơn như vậy nữa nè. Mẹ không có quyền làm như vậy đâu. Nè, nè Minh, Minh, Minh. Minh. Nhân, mình có sao không em? Cô ấy khá là sốc, không muốn để em đưa về, muốn ở một mình. Chị có biết là đã xảy ra chuyện gì không ạ? Chị có hỏi rồi, nhưng chú không muốn nói. Bảo là tâm trạng không được tốt. Để em lên gặp ba. Để mai đi em. Tâm trạng của cả hai bây giờ không thích hợp để nói chuyện đâu. Đừng như vậy mà. Chị nghĩ là chắc là có gì đó hiểu lầm thôi. Sẽ không sao đâu. Dạ. Ai đó? Ai ở ngoài giường đó? Hả? Ăn trộm! Mới người ta ăn trộm! Bỏ đi! Ông ấy lên đâu kìa! Ăn trộm! Trộm hả? Bắt mày rồi. Em trộm hả? Mày trộm hả? Bớ người ta. Bớ người ta em trộm. À. Ê,
Hân đâu. Anh kêu chỉ vô đây canh ba đi. Anh quên mất là chưa cho Hân biết chuyện của ba. Nếu như anh không nói á thì ba vợ anh làm gì biết mà vô thăm ba mình. Ba bị tai nạn, con có tới thăm ba không? Dạ, tất nhiên là con sẽ đến thăm ba và chăm sóc cho ba nữa. Con hỏi mẹ một cách đâu cháu, rồi nói đem vô cho ba chồng con đi. Đừng có để người ta nói ba là thầy giáo mà không biết dạy dỗ con cái. Công việc của em là công việc tiền tỷ, chứ không phải như mấy chuyến hàng cũ nát của anh. Chuyến hàng của anh bao nhiêu tiền, em sẽ trả tiền. Vô trong bệnh viện mà coi chừng ba anh. Chú Quang. À, chú kiếm con hả? Chú Quang, có chuyện gì vậy chú? Chú sao vậy chú? Chú cháu mình mà cũng có chuyện khó nói sao? Kiệt. Dạ. Chú muốn xin nghỉ việc. À, con có thể biết lý do được không? À, có phải công ty đa cấp đó không? Kiệt, công ty chú tham gia là thiệt đó. Có rất nhiều người thành đạt và giàu có. Chú gặp hết trơn rồi. Chú à, cái công ty đó, con xin lỗi chú nha. Anh nghe này không? Anh hai ơi, ba bị tụi ăn trộm nó quánh. Bây giờ ba đang trong phòng phẫu thuật. Anh hai vô mau đi anh hai. Được rồi, anh tới liền. Ê, Kiệt, 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 chuyện gì vậy Kiệt? Hưng à, em đang bận, có gì gọi lại sao? Bác sĩ. Bác sĩ à, ba tôi có làm sao không bác sĩ? Gia đình cứ yên tâm, ca phẫu thuật rất là thành công, bệnh nhân sẽ không sao đâu. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ba không sao rồi. Ba không sao. Không sao, không sao, không sao. Ba không sao rồi, trai ơi. Ba bị tai nạn vừa phẫu thuật xong, hiện đang nằm trong bệnh viện thành phố. Đừng có nói là bắt mình vô trong đó hầu hạ nha. Còn lâu á. Vô đi. Chào em. Chà, sao nặng mùi thuốc súng dữ vậy ta? Em đang không được vui đó. Ok, vậy thì anh sẽ quản hết tất cả công việc, chỉ để tập trung vào một chuyện, đó chính là dỗ cho em vui trở lại. Có anh hết bệnh rồi hả? Cho dù bây giờ ông trời bệnh đi nữa, anh cũng không quan tâm. Đi, đi với anh. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ, miễn sao cho em vui trở lại. Về nha, có gì cứ gọi điện cho tôi.
Dạ, tao biết rồi. Tao xin phép chào anh. Chào anh. Con chào bác. Chào cậu. Con có công chuyện đi ngang qua đây, không ngờ được gặp bác. Bác đã ăn trưa chưa ạ? Tôi ăn rồi. Nếu bác không phiền, con xin mời bác đi cà phê. Quán của con cũng gần đây thôi ạ. Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi phải về trường. Vậy để cuối tuần con qua thăm bác và gia đình, rồi uống cà phê luôn cùng bác ạ. Ủa, con Minh chưa nói gì với cậu sao? Dạ, có chuyện gì sao bác? Tôi có việc phải đi rồi. Để lúc khác nói chuyện vậy. Chào cậu. Dạ, chào bác ạ. Nhân tôi rồi đã. Dạ con chào chú. Anh Nhân anh mới vừa ra ngoài. Hình như là anh có hẹn với chị Minh. Anh làm gì mà chú hầm hầm bỏ đi vậy? Hả? Anh có làm gì đâu. Chú hỏi anh Nhân đâu thì anh mới nói là chắc anh có hẹn với chị Minh. Xong cái chú như vậy á. Trời. Ủa sao vậy? Bộ anh không được nói chuyện đó hả? À, Thi. Ủa sao vậy ta? Em chưa kể gì hết. Anh lại cứ tưởng em đã kể chuyện em gặp ba anh cho ba em nghe rồi. Cho nên bác có vẻ không vui lắm. Bác còn hỏi anh là bộ em chưa kể cho anh chuyện gì hay sao? Không có gì đâu anh. Chắc là tại vì ba em vô tình gặp anh ở ngoài á, nên là ba em thấy ngại á. Chắc là vậy. Xin lỗi em về chuyện ba anh nha. Chắc là em buồn lắm phải không? Anh không hiểu tại sao ba anh lại phản ứng như vậy. Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh nhất định ở bên cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, có phải không? Nhưng nếu ba em nhất quyết phản đối chuyện của tụi mình thì phải làm sao bây giờ hả anh? Anh sẽ dọn ra ở riêng. Không được đâu. Tại sao không? Làm vậy là không tốt. Việc được ở bên cạnh em đối với anh mới là quan trọng. Đây là cuộc sống của anh chứ không phải cuộc sống của ba anh. Dù ba anh có phản đối đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Ai vậy em? Em không biết nữa. Chắc là ở bên hãng phim. Alo. Tôi là ba của thằng Nhân đây. Dạ dạ. Con chào. Có phải là cô đang đi với thằng Nhân không? Giờ làm phiền cô bảo nó về tiệm làm việc ngay. Còn nữa, cô đừng bao giờ gặp lại nó nữa. Dạ, con rất xin lỗi bác. Nhưng mà con xin bác cho con một cơ hội được gặp và nói chuyện với bác. Con... Cô và nhà tôi đã không có duyên với nhau rồi, thì không cần thiết phải gặp nhau làm gì. Tôi mong từ nay về sau, cô đừng gặp mặt hay liên lạc gì với con trai tôi nữa. Cô và nó sẽ không có kết quả gì đâu. Ba, là con đây. Lát nữa về con sẽ nói chuyện với ba. Còn giờ con cúp máy á. Minh, nghe anh nói đã. Minh, Minh à? Chào ba. Ba có thể nói cho con biết là tại sao không ạ? Con phải biết chứ. Con không biết. Con không biết gì hết. Con chỉ biết là ba đã rất vô lý khi đối xử với mình như vậy ạ. Ba vô lý? Vì một đứa con gái như thế mà ăn nói ba như vậy à?
Thế ba có thể giải thích vì sao ba lại đối xử với mình như thế không? Đi mà hỏi nó, nó biết tại sao đấy. Cô ấy không biết là tại sao. Nếu như mình biết là tại sao thì nhất định cô ấy đã nói với con biết rồi. Vậy thì hỏi mẹ nó đi. Ba. Bệnh viện, ba mới phẫu thuật xong á ba. Ba thấy trong người thế nào á ba? Bác sĩ nói sao? Dạ, cả phẫu thuật rất là thành công ba. Hệ thần kinh không bị ảnh hưởng gì hết á. Sau này ba hồi phục lại, ba sẽ đi lại bình thường giống như trước đây. Nhưng mà ba sẽ phải ở lại bệnh viện một tháng đó ba. Ba xin lỗi tụi con. Ba lại gây phiền phức cho tụi con nữa rồi. Ba đừng nói như vậy mà ba. Nè. Dạ. Con về lo công việc của con đi. Nghe. Còn con nữa. Dạ. Con cũng về mà lo nhà cửa cho con đi. Ba tự lo được rồi. Sao mà ba tự lo được? Anh em con nó sẽ lo cho ba. Trời ơi, hai đứa này. Ba, con biết là ba lo cho công việc của con, nhưng mà công việc của con ở xưởng đã có anh em lo dùm rồi. Ba đừng có lo nghe ba. Miễn không ảnh hưởng đến công chuyện là được rồi. Dạ. Rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy ba? Thì ba đang ở trong nhà, nghe có tiếng chó sủa nhiều quá. Ba mới đi ra kiểm tra, thì mới phát hiện ở đằng sau giường mình á, có người ăn trộm gà. Ba đuổi bắt tụi nó đánh ba. Ba cũng thiệt tình á, đám gà vịt nó mất á thì thôi, sao lại phải liều mạng với tụi nó chi vậy ba? Biết là không có bao nhiêu, nhưng mà cũng là công sức của mình bỏ ra nuôi nấng mà con. Viện phí của ba đã có bảo hiểm lo nên không cần phải nghĩ gì nữa. Cái chuyện cần tính bây giờ á là việc chăm sóc của ba sẽ như thế nào đây. Phải có người thường xuyên ở bên cạnh, chứ ba không thể tự mình ngồi lên ngồi xuống được. Em sẽ cố gắng ra vô, nhưng mà một tuần chỉ 3 buổi sáng, chứ còn hơn nữa là không được. Được rồi, để anh tính. Anh nói chị hai vô chăm ba đi. Mà anh báo chị là ba nhập viện chưa? Sao không thấy chị đâu hết vậy? Cô đang bận họp nên không gọi được. Chị đi làm rồi sao? Ừ. Chắc cô ấy cũng không có nhiều thời gian để chăm ba đâu. Anh sẽ thuê người chăm ba vào buổi sáng. Còn buổi tối sau khi đi làm, anh sẽ vô chăm ba. Thuê người á, nhiều tiền lắm á. Anh còn lo được mà. Không biết á, là số bà khổ hay số anh khổ nữa. Em nói gì nữa đây? Thì đó, một người có vợ như không, còn một người á, có con dâu cũng như không. Vì vậy không khổ chứ lại gì. Thôi được rồi, em ở đây chăm sóc ba đi. Anh đi xuống nhà mua đồ khai nhân và cháo cho ba. Anh còn ở đây. Ba anh bị tai nạn đang nằm viện ở đây. Bác không sao chứ ạ? Ba đã phẫu thuật thành công rồi, chắc phải nằm ở đây một tháng. Em có thể giúp gì cho anh không?
Em có thể chỉ cho anh chỗ bán cháo được không? Anh đi tìm vòng vòng nãy giờ mà không có thấy. Mình đi thôi. Cô Bình nó có ở nhà không? Dạ có, nó kêu nó lên đầu gặp anh. Dạ ba. Con ngồi đi. Con nói thiệt đi. Có phải con chưa nói cho cô ta biết, đúng không? Tại sao con không nói cho cậu ta biết? Con làm vậy khác gì lừa dối cậu ta. Con có biết sáng nay gặp cậu ta ngoài đường mà cảm thấy rất ngại không? Con gì cậu ta mà cãi lại ba hả? Ba ơi, con không thể chia tay với anh ấy được. Anh ấy không có lỗi. Phải chia tay, nhất định phải chia tay. Còn lý do tại sao phải như vậy, ba đã nói rồi. Con được ba mẹ cho ăn học để trở thành bác sĩ mà con không biết suy nghĩ sao? Chào cha chú ạ. Cậu tới đây làm gì? Cậu không nên tới đây tìm con Minh nữa. Anh tôi, tức là ba của con Minh, đã cấm đoán chuyện kết hôn của hai đứa, thì hai đứa còn quen nhau làm gì nữa? Dạ... Cậu đứng ở đây đợi đi, tôi vô kêu con Minh. Nhưng mà đây là lần cuối cùng thôi nha. Sau đó cậu hãy dứt khoát và đừng để cho nó thêm hy vọng gì nữa hết. Con xem đoạn clip này đi. Con còn muốn người ta sỉ nhục đến mức nào nữa mới chịu bỏ cuộc hả? Con của ông á, nó vừa không có học hành gì mà lại có tiền án nữa. Nó sống trong một gia đình quá phức tạp. Ba mẹ thì ly dị nhau, mẹ thì cờ bạc. Một cái gia đình phức tạp như vậy thì làm gì có một cái gia đình đàng hoàng có thể gả con gái của mình cho được. Do đó đó, con của anh nó không có cửa đâu. Có bạn con tới tìm, đang chờ ở ngoài cổng á. Là ai? Dạ là con Trinh á anh. Sao không kêu nhỏ vô nhà? Dạ em có kêu rồi, nhưng mà hình như là nó đang có chuyện gì đó gấp lắm, nên chỉ tạt ngang nói chuyện gì đó với Minh rồi đi liền à. Chứ nói giùm con là con không có ở nhà đi. Nhưng mà có vẻ như là có chuyện gì đó gấp lắm. Con ra ngoài gặp bạn một chút đi. Con cứ xuống gặp bạn đi. Dạ.
tại sao em lại giấu anh chuyện đó? Em xin lỗi. Chẳng phải chúng ta đã từng hứa là sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện sao? Một chuyện lớn như vậy mà em có thể giấu anh? Em định giấu anh đến bao giờ? Anh đã rất lo lắng cho em khi ba của anh làm em tổn thương. Anh đã muốn đến xin em ít thời gian để thuyết phục cho ba hiểu. Em cũng đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của ba mẹ em, nhưng bởi vì em sợ làm anh tổn thương nên em không dám nói cho anh biết. Mình chia tay đi. Anh nói cái gì vậy? Anh thì có thể chống đối ba của mình, nhưng em thì không thể. Trong mối quan hệ này, em không có bất cứ lý do gì để phải hy sinh như vậy cả. Chúng ta không phải là một nửa của nhau. Tốt nhất nên dừng lại sẽ tốt hơn cho cả hai. Không phải đâu, không phải như vậy đâu. Anh hoàn toàn không xứng đáng với em. Anh còn chưa học hết cấp 3 nữa. Ba mẹ thì ly dị. Anh còn từng có tiền án. Em xin anh, xin anh đừng có nói những câu như vậy nữa. Em xin anh đó. Nếu em quen một người có gia đình và hoàn cảnh như anh, quá khứ như anh, thì sẽ rất khó khăn cho em sau này. Ba mẹ em nói đúng, bây giờ thì anh đã nhận ra rồi. Người như anh làm sao xứng đáng để lấy em chứ. Anh đừng tự làm khổ mình như vậy nữa. Em sẽ giải quyết được, nhất định em sẽ giải quyết được. Em xin anh mà, xin anh. Mình sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này mà anh. Vô ích thôi. Đây không còn là rào cản nữa, mà nó đã trở thành một bức tường vững chắc. Anh và em không thể nào vượt qua được đâu. Đừng tốn công vô ích nữa. Sao lại có thể dễ dàng nói chia tay như vậy? Chỉ cần chúng ta yêu nhau, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau, thì cho dù bất cứ rào cản nào chúng ta cũng thể vượt qua mà. Chỉ cần chúng ta quyết định là được. Anh đừng có như vậy mà. Đừng có chia tay, đừng có bỏ rơi em. Anh Dương! Anh Dương!
Thắng xe có vấn đề rồi. Hợp tác với họ là mình đã có được 20 tỷ rồi. Ba mẹ của con đâu rồi? Trước khi thằng bé đủ tuổi thì dì nó sẽ là người quản lý bệnh viện. Cậu không được phép ra khỏi đây. Dượng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho con. Phi cũng trên sẽ chết vì loại virus này. Đó sẽ là một tai nạn hoàn hảo. Người đã giết chết ba mẹ của cậu chính là... Ngoài Dượng ra thì con không còn người thân nào cả. Tôi sẽ không chết, tôi sẽ trả thù. Đón xem Lật Mặt Tử Thù lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh HTV2. Một tình yêu bao la như một đời yêu, mệt đứt hơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao nắng quay về thôi. Hôm nay ai chăm sóc ba con? Dạ, em gái của con. Vậy thì hơn. Con thay Phiên vô chăm sóc đi. Con mượn đi làm mà ba. Thì xin nghỉ phép. Nhưng mà con mới đi làm, khó xin phép nghỉ lắm. Tụi nó áp lực công việc nhiều quá mà. Ba khỏe hồi nào vậy ba? Ba khỏe thì ba đâu có nằm viện tới cả tháng trời. Ba khỏe thì cũng đâu có ngồi dậy đến không nổi. Bà nói tôi khỏe rồi mà. Coi nè. Ba, con dâu cái kiểu gì một tiếng hỏi thăm cũng không có. Anh quên mất là chưa cho Hân biết chuyện của ba. Thôi, anh đừng có bao che cho vợ anh nữa. Con đem nấu cháo đi, rồi mang vô bệnh viện. Dạ, con không biết nấu cháo đâu ba. Con cứ hỏi mẹ con đi, nhất định mẹ con sẽ chỉ cho con. Dạ, nhưng mà sao?